Chiều 30 tháng 11, Thượng tá Trần Long Khánh, trưởng Công an thành phố Phan Thiết đã cung cấp thông tin các đường dây huê hụi bị vỡ đang khiến dư luận quan tâm. Theo đó, từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết nhận được 369 đơn tố cáo của người dân tỉnh Bình Thuận và các tỉnh thành khác tham gia 4 đường dây huê hụi ở thành phố Phan Thiết. Các đường dây này do 4 người cầm đầu gồm Huỳnh Thị Thúy Vân, 27 tuổi, Trần Thị Thanh Ngàn, 25 tuổi, Ngô Thị Đoan Chi, 32 tuổi và Nguyễn Thị Hoàng Sa, 22 tuổi đều ngụ thành phố Phan Thiết. Theo tố cáo, 4 cá nhân đã chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công an thành phố Phan Thiết cho biết số tiền này chưa phải là con số cuối cùng. Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục nhận thêm nhiều đơn tố cáo khác. Cũng theo Công an, các đường dây huê hụi này đều thực hiện qua mạng xã hội như Zalo, Facebook. Các hụi viên không biết nhau. Khi chủ hụi thông báo qua tin nhắn thì từng thành viên chuyển tiền vào tài khoản cho chủ hụi.